Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị ạ. Chúc cô chú anh chị một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Và hôm nay thì Ân Thúy Nha rất vui được đồng hành cùng với quý thầy cô anh chị. Có ai mà chúng ta đêm qua là mình cứ hồi hộp, mong chờ đến buổi sáng ngày hôm nay để mình có thêm những cái nguồn năng lượng tuyệt vời từ sự cộng hưởng của phòng Zoom của chúng ta không ạ? Ai cảm thấy rằng hành trình vừa qua chúng ta đã đi, mình cảm thấy vô cùng ý nghĩa và nó rất là xứng đáng ạ. Rất là xứng đáng để chúng ta tiếp tục thì hãy comment xuống giúp Nga số 1 được không ạ? Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và Nga biết rằng là trong hành trình này có rất nhiều cô chú anh chị thì đã từng biết Nga rồi đúng không? Ai đã từng biết Nga rồi thì cho Nga xin số 2. Và nếu như mà chúng ta chưa biết thì comment xuống giúp Nga số 0 được không ạ? Và Nga xin phép là chúng ta sẽ bỏ qua phần giới thiệu được không ạ? Nga xin phép làm rất là ngắn gọn vì hôm nay là ngày đầu tiên Nga đồng hành cùng với chương trình Hành Trình Kim Cương trong vai trò là người dẫn chương trình. Hiện tại thì Nga đến với Startup Education và đang là thư ký của Hội đồng 1 và cũng nằm trong đội ngũ chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong hành trình này. Các bạn mà muốn tìm hiểu thêm về Nga, những bạn đang comment số 0 ấy, thì chúng ta có thể tìm hiểu vào bất kỳ lúc nào, chúng ta có thể gõ Google hay là hỏi những người bạn của mình, đồng ý không ạ? Và bây giờ thì Nga xin nhường lời lại cho người cô vô cùng xinh đẹp của chúng ta, người đã giúp cho chúng ta khơi thông nguồn năng lượng tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Xin mời ai ạ? Chúng ta hãy comment tên của cô ấy để cô ấy bắt đầu với chúng ta đi ạ. Om Namah Shivaya. Hôm nay Ngân Lê cũng lần đầu tiên biết Ân Thúy Nga đó các bạn. Và không nghĩ rằng SE lại có một người đa tài như vậy, vừa là chuyên gia và vừa là một MC rất là khéo léo. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hôm nay thời gian của chúng ta rất là hậu hỷ, rất là rộng rãi, bởi vì Ngân Lê có thể chủ động được trong cái giáo trình của mình. Và ngày hôm nay thì Ngân Lê sẽ trở thành chuyên gia cho cái khóa học, buổi học này. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc khai thông nguồn năng lượng nhé. Hãy trở thành người quan sát thầm lặng, không phán xét, không chạy theo, không đuổi bắt, chỉ quan sát, ghi nhận, rồi cho qua. Hai tay chậm rãi đặt lên trán, rồi từ từ hạ xuống trước ngực, hướng tâm trí về trái tim, con gửi lời chào vũ trụ, hai vị sư tổ và lời chào chính mình. Chào các bạn. Om Alo Sakuru Shivananda Maharajiki Jai. Om Alo Shivignu Devananda Maharajiki Jai. Om Namah Shivaya. Nghe năng lượng yêu thương niệm lành đến tất cả chúng ta. Ngân Lê một tuần vừa qua có đón nhận rất là nhiều feedback từ các bạn. Ngân Lê rất hiểu cái trạng thái cảm xúc của các bạn, tâm lý của các bạn, tâm trí của các bạn. Ngân Lê rất thấu hiểu. Nhưng các bạn biết rằng có một sự thật đằng sau sự thật, và hôm nay các bạn mới được biết, đó là Ngân Lê còn xót xa hơn. Con người ta sống hạnh phúc nhất là được đem những cái giá trị của bản thân trao tặng đến cho người khác. Và con người ta bình an nhất khi chính bản thân mình tạo dựng lên một cơ đồ, một vương quốc từ sâu bên trong thâm thẳm tâm hồn mình, để mình có thể trở thành chủ nhân của vương quốc đó, ông vua của vương quốc đó, tự tại trong cái vương quốc của mình. Và muốn làm gì cũng được, muốn hành động, trí thức, ý thức như thế nào cũng có thể chủ động, thì còn gì bằng đó là sự tự do, đúng không các bạn? Tự do trong tâm trí là tự do mà mưu cầu tối thiểu của một con người sinh ra. Chúng ta đừng cho thêm bất cứ cái gì vào nữa, vì thật sự đã có sẵn rồi các bạn. Đã có sẵn. Việc của thầy Thái là kiến tạo nên hành trình kim cương để biến bạn thành người hùng, khai mở cái lối đi, lấy cái viên kim cương đó ra. Kiến thức của các chuyên gia mục đích là để nhắc nhớ các bạn, gợi nhớ lại bao nhiêu người ở đây cho Ngân Lê biết rằng những chia sẻ của các chuyên gia các bạn đã từng được nghe, chính chuyên gia đó hoặc những nguồn thông tin khác bạn đã được nghe, thậm chí kiến thức của Ngân Lê chia sẻ cho các bạn cũng vậy. Những bạn nào có được cái sự cảm thọ đó cho Ngân Lê số 1 nè.
những kiến thức của chuyên gia cho các bạn trong hành trình này. Các bạn đã nghe rồi, các bạn đã biết rồi. Bao nhiêu người cho Ngư Lê thấy cái điều đó ạ? Ngư Lê muốn xác tín lại với các bạn. Các bạn luôn có sẵn, đã có sẵn. Việc của các chuyên gia ở đây là giúp nhắc nhớ lại thôi. Cho nên các bạn không cần phải biết ơn chúng tôi. Các bạn không cần phải mang ơn làm gì cả. Mà người duy nhất ngay thời điểm này các bạn cần mang ơn chính là các bạn. Chính là các bạn. Hãy nốt ra. Hãy mang ơn chính mình. Hãy biết ơn chính mình. Và Ngư Lê cũng gửi niệm lành, lời chúc sức khỏe và lời biết ơn thầy Nguyễn Công Thái. Nếu không có thầy Nguyễn Công Thái, có những cái nỗi khuất khoải, những cái điều mà làm cho trái tim mình phải thổn thức ngày đêm, phải làm sao thay đổi cái hình thức dạy, phải làm sao thay đổi những cái thế hệ, đó là đi đầu là thế hệ giáo viên, để giúp cho con em chúng ta, thế hệ học trò của chúng ta có được một cái nền tảng giáo dục mới, giáo dục thấm đẫm trong tình yêu thương, thì chắc có lẽ Ngân Lê cũng không có cơ hội để được tiếp cận với các bạn, chia sẻ cái nguồn kiến thức mà may mắn, và may mắn Ngân Lê được chạm trước các bạn một bước thôi. Cho nên Ngân Lê cũng chẳng phải tài giỏi gì, đơn giản được chạm trước thì chia sẻ lại vậy thôi các bạn nha. Ok, và bây giờ Ngân Lê sẽ giải thích tại sao mà một tuần học vừa qua các bạn không được nhắc gì trước hết. Các bạn không được báo trước một cái gì hết. Các bạn giống như bị bắt cóc bỏ dĩa vậy đó. Và các bạn bị bấn loạn, hỗn độn, thậm chí nghi ngờ, đánh giá, nhận xét, phán xét, so sánh, nổi giận, tức giận, tất cả những cái điều đó không được phép, không được phép để cho nó hiện hữu trong cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng tại sao hành trình này lại lôi nó ra? Và Ngân tin đến đây các bạn đã thấu hiểu lòng Ngân rồi. Các bạn biết không dễ để mà làm điều đó đâu các bạn. Khó khăn lắm khi mình biết mình đang dấn thân. Nhưng vì sứ mệnh và bổn phận phải làm, cho nên một tuần qua đứng nhìn, chuyển hóa cảm xúc, nghe những feedback của các bạn. Nếu là một người bình thường chắc có lẽ tổn thương rất nhiều, bởi vì những feedback mang âm hưởng tiêu cực có, tích cực có, đóng góp có, xây dựng có. Nhưng may mắn cho Ngân Lê là Ngân Lê đã được yoga tu luyện. Ngoài cái việc ngậm nước nuốt xuống thì các bạn cần phải chia cái lượng nước đó ra buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Thì chỉ dùng một phần dành cho buổi tối trước 9 giờ. Còn lại hãy rải đều trong ngày. Thông thường buổi sáng và buổi trưa nhiều. Buổi chiều cho đến tối giảm dần được nước. Ok. Rồi, kiến thức đầu tiên Ngân Lê muốn trang bị cho cái thân của các bạn là cái đó đó. Ngồi đây ha. Rồi. Thì các bạn giữ gối, nhỏ mông lên. Ngồi lên. Được chưa? Và khi mà các bạn ngồi như thế này nè, mà các bạn cho sâu vô luôn, thì thà các bạn ngồi dưới đất, nó sẽ an toàn cho cuộc sống bạn hơn. Nắm được không? Cho nên các bạn phải rút ra nhẹ, ngồi như thế này. Được không? Đó. Rồi, cái đầu gối của các bạn tự nhiên nó chạy xuống mà bạn không cần phải giữ gì hết. Vậy thì trong lớp mình, Ngân Lê quan sát có cả người già dùng hai cái gối nữa lót hai bên, và nó sẽ giúp cho thư giãn được cái sàn chậu, cái cơ vòng xung quanh sàn chậu. Các bạn sẽ không bị thần kinh tọa. Bất cứ một cái cơn đau nào trên cơ thể của các bạn, thần kinh thì nó hay rung rinh nha. Một câu này của học viên Ngân, một cái bạn đó ở bên Đức hay Pháp quên rồi. Thần kinh thì nó hay rung rinh, có nghĩa là lúc thấy, lúc không, lúc đau, lúc không. Thì ngay từ đầu đừng cho nó đau. Được chưa? Thì đây là một cái tư thế hoàn hảo để giúp cho các bạn có thể nè, ngồi hít thở sâu, luyện thở gọi là pranayama.
Thứ hai gọi là luyện khí. Các bạn có được một cuộc sống thẳng thì năng lượng của các bạn nó mới thông suốt chảy ở bên trong các bạn, mà những điểm tắc nghẽn nó sẽ được phá vỡ và khai thông trong từng cái tư thế tập luyện. Được chưa? Bên ngoài 3 tháng thì bạn chỉ mất có 1 tháng. Bên ngoài họ học 6 tháng thì bạn mất 3 tháng thôi. Và khi mà bạn đã học 6 tháng thì bạn bằng người khác, họ phải nỗ lực trong suốt 1 năm. Được chưa? Ngô Lê không hứa hẹn ha, mà đó là sự thật. Rồi, xác tính chúng ta không vào đây học yoga, mà chúng ta vào đây học kiến thức để mà lấy ra viên kim cương. Được chưa? Và ứng dụng rất nhiều phương pháp, trong đó yoga là một trong những phương pháp đó. Được không? Ok rồi nha. Thứ hai, đã gọi là khai thông thì chúng ta sẽ có sự rung lắc trên cơ thể rất nhiều, cho nên chúng ta sẽ không có tập từng asana. Rồi, thứ ba là có con đường Raja Yoga, là con đường mà các bạn sẽ thực hành các cái động tác, các bài tập cộng với Hatha Yoga là hít thở. Thì thiền định trong quá trình các bạn tập luyện, nó sẽ giúp bạn kéo bạn về thực tại, phát triển trí tuệ, và từ đó các bạn thênh thang đi trên hành trình cuộc đời của các bạn, nắm cái viên kim cương đi lên đỉnh núi cao, không hề phải cố gắng, chỉ cần nỗ lực, cam kết và kỷ luật bản thân, thì tự động cuộc đời của các bạn sẽ sang trang. Bạn tìm được ý nghĩa cuộc đời như các chuyên gia đang có mặt ở đây, đúng không ạ? Ân Thúy Nga, cho Ngân Lê được hỏi Ân Thúy Nga, tại sao Ân Thúy Nga đến với FE? Thúy Nga thấy được giá trị gì của mình ở đây được trao đi nha. Thúy Nga hãy xuất hiện và lấy trải nghiệm bản thân, tại sao không phải là những tổ chức khác mà lại là à, những điểm rơi đó chính là những trạng thái cảm xúc mà cô Ngân Lê nói rằng ô, cả một tuần vừa qua cô nhận được những phản hồi và Nga cảm thấy mừng vì điều đó. Bởi những gì mà cô Ngân Lê chia sẻ thì đúng là Nga đã xác thực trong hành trình mà mình đã đi, vô cùng tuyệt vời. Thế thì mình đến với SE bởi vì nó đúng như là tinh thần phụng sự của yoga ấy. Hoặc là khi mà Nga nghiên cứu về giáo dục trẻ em, làm sao để phát triển được tiềm năng của con người, làm sao để họ được là chính mình, thì có một câu trả lời duy nhất thôi. Những cái phương pháp mà mình đã tìm hiểu, ví dụ Montessori, Zezo hay là CN, thì họ đều hướng tới một con người nha. Rồi, thì buổi chia sẻ này Ngân Lê giúp cho các bạn hiểu thấu hơn mục tiêu của thầy Thái, mục đích của cái hành trình này, để các bạn tự tin, thanh thang đi trên cái hành trình này, một phát tiến thẳng về phía trước, nhưng trong trạng thái tận hưởng và thanh thang, chứ không phải để đạt một cái gì hết. Buông bỏ ngay cái kết quả đi. Bất cứ một cái gì đến với các bạn cũng là chuyện phải đến. Được chưa? Trân quý, trân quý và trân quý. Om Namah Shivaya.